Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì Tâm sẽ giới thiệu cho các bạn hai lô đất tại khu dân cư Hưng Thuận, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai nha các bạn. Thì khu dân cư Hưng Thuận nè, các bạn xem đây là bây giờ camera quay nhà hộ em đó. Đây, này các bạn thấy cái trên đường này thì nhà nè. Đó, bên đây cũng là nhà đã xây dựng xong rồi đây. Đó, các bạn thấy không? Nhà đã xây dựng xong rồi. Quay qua bên hướng này các bạn thấy là nhà nè. Toàn bộ khu dân cư thì dân cư đã lấp đầy á, là khoảng 70 đến 80% rồi các bạn. Thì trên cái đường ở Tâm đứng nè. Bây giờ Tâm nói về vị trí đất nha các bạn, thì nó cách đường Ngô Quyền khoảng là 200 m và cách quốc lộ 1A là khoảng 500 600 m thôi các bạn. Ở trước cổng sân golf Đồng Nai và cách khu dân cư Golden Hill, nằm cạnh bên khu dân cư Golden Hill các bạn. Thì hai vị trí hai lô đất này đây. Một một lô á thì hơn 100 hơn 16 triệu một mét vuông. Còn một lô là hơn 18 triệu một mét vuông. Khoảng hơn 1 1 tỷ hơn 1 tỷ 650 triệu. Bên đây là hơn 1 tỷ 880 triệu. Thì các bạn nào mà cần thông tin hai lô đất này á thì các bạn có thể gọi điện cho Tâm nha. Gọi điện cho Tâm để biết thêm thông tin hai lô đất này.